Yêu Là Cưới. Tớ là cái tờ cái nhẫn á. Dây chuyền, dây chuyền tặng quà mà không nhớ đâu trời. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Wow. Cặp đôi này thì tôi quen. Ủa vậy hả? Từ Bạn Muốn Hẹn Hò qua. Ủa vậy hả? Nhưng mà phải giới thiệu lại đúng không? Đúng rồi, mời hai em giới thiệu. Em tên là Lê Thị Ngọc Huyền. Hiện tại em đang làm nhân viên marketing tại công ty về sản xuất yến xào ạ. Em tên là Minh, em đang làm kỹ thuật viên điện tử. Hai bạn này thì đã bấm nút hẹn hò với nhau trên chương trình Mà Muốn Hẹn Hò. Chỉ tôi nhớ như vậy thôi nhưng mà không nhớ chính thức là bao lâu rồi. Cũng 3 tháng rưỡi rồi. Thế thì 3 tháng rưỡi vừa rồi nó như thế nào? Thì cũng có nhiều chuyện xảy ra. Sau khi mà bấm nút và bước xuống chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì hai bạn hẹn hò nhau lần đầu tiên như thế nào và ấn tượng ra sao? Cái hôm đó là cũng là 30 tháng 8 là gần dịp lễ 2 tháng 9. Khi xuống thì em có mời bạn nữ đi chơi. Trước khi mà ghi hình thì em cũng nghĩ là nếu mà được bấm nút á, thì sẽ mời bạn nữ đi xa. Cho nên bạn nữ cũng đồng ý, nhưng mà khi mà về thì suy nghĩ lại thì mới gặp quen lần đầu mà mời đi chơi xa vậy thì thấy không? Cũng ngại ngại. Vừa mới gặp mới được có 1 tiếng đồng hồ mà dám rủ em qua đêm, em sợ cũng chết luôn. Sợ cũng chết. Sao em đồng ý? Em chưa có đồng ý. Rủ thì thôi, em đâu có đồng đầu đâu chị. Em đâu dám đi đâu. Cái xong cái em về em suy nghĩ lại, em rủ đầm sen xuống Tiên vậy. Thật sự lúc mà ngồi trên cái chỗ mà kéo màn lên ở chương trình Mà Muốn Hẹn Hò đó thì hai bạn là có phải là cái mẫu người mà mình hy vọng là gặp được cái người như vậy không? Có đúng ý mình không? Chặt đường đây thì đỡ hết à. Nhưng mà bấm á, tại vì phút giây cuối cùng là anh tặng chiếc nhẫn á. Ảnh tới, anh bước tới, anh cứ đòi chiếc nhẫn á. Tặng dây chuyền. Dây chuyền, dây chuyền tặng quà mà không nhớ đâu trời. Em quên. Sao kỳ vậy? Ai tặng chiếc nhẫn? Thì lúc đó ổng tặng xong ổng đây, ổng tới, ổng bước tới, ổng nói em là cái gì mà sợi dây chuyền của anh đeo cho em rồi gì đó. Lúc đó ổng nói em cũng không nhớ luôn hết gì trơn á. Em chỉ nhìn vô mắt ổng, em thấy ổng á. Rồi là nó có một cái gì đó rồi ánh mắt biết nói đó chị. Rất là thật thà, rất là chân thật trong đó, em mới bấm thôi. Em ơi đi đêm không em? Ánh mắt biết nói đó. Còn em thì sao? Thì em cũng xác định là mình lên đó thì mình cũng cho bạn nữ cơ hội, là tức là mình sẽ bấm nút và mình sẽ theo đuổi luôn, cũng là đi tới đến cuối cùng chứ không phải là. Cho nên xuống là rủ đi qua đêm liền luôn. Cái lần đầu tiên mà hai bạn hẹn gặp nhau á là đi đâu? Nữ có mời ra uống cà phê với mấy người bạn. Em mời hả? Em chủ động hả? Dạ em rủ. Tại mấy đứa bạn của em nó rủ uống cà phê, nó kêu dắt theo cái anh này luôn. Thì bữa đó em tới trước, anh này tới sau. Anh này tới sau thì lúc đó là cứ có 2 đứa à. Cái ngồi xuống một hồi, cái kêu nước xong, cái nhìn em nói anh qua ngồi kế em được không? Anh qua ngồi đi, ai không cho đâu. Ông có tò tò ông qua, ông ngồi kế bên em. Ông ngồi bên em xong, còn ông xích vô, cái em xích ra. Ông ngồi xích vô, cái em xích ra. Xong cái em cho qua ngồi chung rồi cái xích ra là sao cô? Cái ổng kiểu như em đề phòng đó chị, vừa ngồi vừa kêu nước ra xong cái em ngồi nắm tay em mới em mới sững người rồi em mới dòm qua dòm lại đen ngủ cà phê mà nắm tay vậy cha nội. Em nói trong bụng hay là em nói với ông luôn? Nói cho ổng luôn đó chứ. Nói cha nội vậy luôn hả? Cha nội nói sao? Ông nói trời ơi lên nó mốt rồi cho cơ hội rồi mà sao không cho nắm tay. Xong rồi cái mấy đứa bạn em vô rồi cái mới dắt ông này qua giới thiệu, cái em mới nói là bạn tao, em không giới thiệu bạn trai. Ông này ngồi mặt trụ cũng đóng luôn. Cái lát về ông trách em, ông nói là tại sao không giới thiệu là bạn trai mà kêu là bạn bình thường. Mấy đứa gặp mấy đứa bạn em nó hay chặt chém nữa đó. Chặt em cho chặt luôn, ngồi em không đỡ một lời nào luôn, cho ngồi bơ. Em nói gì? Dạ em chủ động giới thiệu người ta ra, rủ người ta ra. Lần đầu tiên hai người gặp mà không đỡ cho người ta gì hết. Để bạn bè mình đánh hội đồng bạn trai mình vậy. Lúc đó trong bụng em chưa coi ảnh là bạn trai em hả? Dạ đúng, em chỉ xem như là bạn bình thường thôi chị. Bình thường đã bấm nút trên Bạn Muốn Hẹn Hò là đã nói bạn trai bạn gái nắm tay hôn nhau trên đó rồi mà. Bạn bình thường sao? Rồi đến bao giờ thì các bạn mới có cái nụ hôn đầu tiên sau cái biến cố đó? Chắc cũng 1-2 tháng sau rồi. Là em cho ảnh hôn? Dạ em phải cho ảnh hôn chứ ảnh nào hôn em cho. Mà em đòi hoài hả? Chứ xin hoài mà không được. Cũng ngại nữa, không ngoài đường cũng ngại bởi vậy. Bữa đó rồi dẫn về nhà. Nhà em. Sao không chịu dẫn về sớm hơn để hôn? Thì mối quen thì mình cũng ngại, tại hai người chưa có yêu bao giờ mà. Hai người này là lên sân khấu là chưa có ai có mối tình nào hết. Vậy luôn á hả? Đó. Coi như tất cả bao nhiêu cảm xúc các bạn đang có bây giờ là rung động đầu tiên luôn á hả? Giờ tới được đâu rồi? Thì, mình lớn hết rồi, giờ tới được đâu rồi? Thì sắp kết hôn thôi. Sắp kết hôn luôn. 3 tháng rưỡi sắp kết hôn. Có định ngày giờ luôn rồi hả? Có ngày rồi chị. Có ngày luôn rồi. Dạ, ba mẹ đồng ý chưa? Rồi luôn. Đồng ý luôn. Dạ, ba mẹ đang hiện tại là em đang chuẩn bị sửa sang nhà cửa. Bên em cũng sao làm gì mà nó lẹ quá vậy? Ý là khi nào thì các bạn bắt đầu mới có cảm xúc với nhau? Giờ đâu hai người kể lại cái nụ hôn đầu tiên coi. Là hôn nhau như thế nào, hôn được không, biết hôn không, biết hôn không, có dung không? Cái bữa hôn thì đó là bữa anh rủ qua nhà chơi, thì hai đứa nấu đồ ăn, ăn uống xong rồi cái tới khoảng thường là khoảng 5 giờ là anh sẽ chở em về. Thì bữa đó ảnh là hôn trước cái bữa đó là em có cá cược gì với ảnh á, em nợ ảnh cái nụ hôn phải trả. Thì anh nói bây giờ không hôn thì hôm sau tính gấp đôi. Em mới nghĩ thì thôi giờ trả luôn cho rồi, bữa sau gấp đôi hai cái nó công mệt nữa. Cái em mới trả, quyết định trả luôn. Hôm đó em mới nói, em mới ra ngó trời, chị thấy trời chỉ mưa sấm chớp đen tươi tối thui rồi. Em mới nói thôi anh ơi trời mưa rồi, thôi chở em về đi. Cái ổng mới nói thôi hôn đi, hôn lẹ chịu chở về trời chỉ mưa rồi, hôn lẹ. Hôn. Trời sao hôn mà giống như mặc cả trả giá gì vậy trời. Hôn mà người ta bằng cảm xúc, tình yêu gì mà. Đủ hôn đầu đời mà. Rồi sao? Được không? Rồi của em mà ổng hối vậy á. Ổng nói hôn lẹ lên, trở về trời mưa. Hối với em cái hôn luôn, hôn trời ơi trời, hôn đúng một giây. Hôn mà giống như hôn chạy giặt đó chị, hôn xong rồi chạy giặt vậy á. Là chỉ cần đừng hôn thôi hả? Chứ không có tính kéo dài nữa nè. Không có 1 giây vậy em. Thì lần đầu xin rồi nói xin 1 tháng mấy người ta mới cho. Mà không có 1 giây. Không biết hôn hả? Dễ thương quá, dễ thương luôn. Thấy trời trễ rồi, thấy trời mưa rồi, hôn đại rồi, chở bằng nữ đại. Hôn sao trời? Thì mình chưa kinh nghiệm thì hôn vậy được rồi. Rồi giờ có kinh nghiệm chưa? Dạ có rồi. Giờ hôn được mấy giây rồi? Đừng có nhìn em. Được bao lâu rồi? Chắc cũng lâu. Lâu là bao lâu? Thì chắc cũng lâu lâu vậy thôi. 10 giây không? Đâu có coi đồng hồ vậy. Coi đồng hồ luôn. Trong suốt quá trình đó có cái câu chuyện dở khóc dở cười nào của các bạn không? Tại lúc đó là em gửi thư chia tay. Hả? Gì mới 3 tháng 10 ngày mà 1 tháng mấy thì mới hôn được mà chia tay lúc nào? Lúc đó là làm khoảng cách 1 tuần nữa là tới sinh nhật của anh này. Tức là ngày hôm đó là em nhớ là ngày 5 tháng 9. Đúng rồi. Ủa gì? Ngày 5 tháng 9. Ngày 31 tháng 8 mới đi chơi mà sao 5 tháng 9? Dạ đúng rồi, 5 tháng 9 là ngày thứ 3. Không, ngày 5 tháng 9 em coi lịch rồi. Là mới có mấy ngày là chia tay hả? Rồi đừng cãi em lắm. Tại biết sao không? Anh này nè, những cái ngày đầu quen á là bắt em phải qua quần cục. Càng ngắn đó chị, càng ngắn càng tốt. Cái gì? Mà em đâu có chịu đâu, cứ bắt hoài. Cái em nghĩ ông này không được rồi. Thứ nhất là quen ngày đầu tiên đủ chưa xa, thứ hai là bắt mà quần ngắn, càng ngắn là thấy cuộc dạng dây sòm hay là cái người mà thuộc dạng thích người hở hang đó chị. Em không thích rồi, em nói không hợp mà chắc chia tay. Cái em về em viết tâm hư, em viết vô một cái file Word khoảng 2 trang giấy đó chị. Em nói hết luôn, xong cái em in ra giấy rồi em bỏ vô hư rồi cái em mới đặt Grab, xong em hỏi địa chỉ công ty của anh này. Trong đó em sẽ luồn trả luôn cái sợi dây chuyền, coi như em trả hết. Bước cuối cùng em hỏi địa chỉ công ty của anh này em gửi qua. Anh cũng biết sao nữa, em dụ lắm, năng nỉ lắm mà nhất định không cho là không cho địa chỉ công ty chị. Sao đến tính sao ổng không chịu cho, ổng cho là xong phim rồi. Không phải tại vì là gửi thư, nhưng mà thực chất là nhân cái dịp sinh nhật của em là nói là gửi quà chứ không phải là gửi thư. Đúng rồi chị, em nói dối em là... không biết đâu. Mà sao ta gửi quà mà không cho địa chỉ? Đúng, tại vì gần tới ngày sinh nhật em mới nhận quà. Vô duyên nữa không, đừng tào lao nữa. Người ta tưởng tượng, hiểu không? Người ta tưởng là đừng tặng quà. Ổng tưởng là em tặng quà cho ổng. Chứ nó cũng đòi tặng, nhưng mà ý là em cũng nói là đang làm mà thôi, chiều về hay gì có hẹn ra, chiều có về có hẹn ra để tặng nữa. Cứ nhiệt tình quá, dễ thương vậy mà cứu người em là lớp. Rồi sao nữa? Em nói thôi giờ chiều gặp mặt đi, em nhất định sẽ đưa lá hư chia tay đó mà. Cái em hẹn là 6 giờ gặp mặt nha anh. Ông này nghe tưởng là tặng quà thiệt, 5 giờ rưỡi tò tới rồi. Thì không biết hôm đó trời xui đất khiến thì sao nữa mà hả, đúng 5 giờ rưỡi, ngay đúng cái bát cà phê hẹn nữa, trời mưa ầm mà sấm đùng đùng. Anh này ra sớm đứng ngoài mưa chờ, trời đã gọi em ông mới kêu là mưa quá trời mưa, giờ hẹn gì nữa, thôi để bữa sau đưa tiếp. Cũng vẫn là quyết định đưa. Em vẫn giữ quyết định đưa lá hư đó mà. Cái anh này về tới nhà, xong nhắn tin cho em. Em về tới nhà em còn chưa? Trời ơi, mình đã dụ ổng rồi, nó gạt ổng rồi mà ổng còn về nhà nhắn tin, nó quan tâm mình nữa. Cái lúc đó đọc tin nhắn của ổng xong, cái nhớ lại ác với ổng rồi. Cái em mới thấy anh này thật thà, ảnh thật thà lắm. Ngây thơ nữa chứ. Từ cái gọi là nói chung là em thấy là thích rồi. Xong rồi cái mới bắt đầu là cởi mở mình hơn, thoải mái hơn một chút để đón nhận cái điều gì đó từ cái người này. Đúng rồi. Cái lúc đó là bắt đầu là về nhắn tin thì hai đứa mới nói chuyện rất là vui. Đó là lần đầu tiên tụi em nhắn tin mà cười đau ruột luôn á. Bây giờ đã dẫn về gia đình rồi, hoạch định ngày cưới luôn rồi. Thì liệu là hai bạn đã hiểu hết tính nết của nhau chưa? Đâu nói thử tật xấu của nhau nghe thử coi. Tật xấu bạn nữ thì ăn ít, người đó ốm còn ăn ít, rồi thức khuya, bấm điện thoại nhiều. Tính nết thì như thế nào? Thì cũng quảng bác, vui vẻ. Tính xấu mà. Tính xấu thì cũng hay cãi, thì nói không chịu sửa. Thái vợ ông thì khó tới lắm, chứ không phải dễ tính đâu, thấy hiện vậy thôi chứ khó lắm. Với lại cái tính mà khoái em bạn quần ngắn em không biết giờ sửa chưa, em không biết. Anh còn tật xấu gì nữa không? Dạ cũng hết rồi chị, nói chung ảnh nó hiền lắm mà, không có đi chơi, cũng không có nhậu nhẹt, không có hú bá, không có gì hết thôi. Bây giờ hai bạn mong muốn đối phương sẽ thay đổi cái điều gì để mình tiến tới hôn nhân được? Thì mong là bạn nữ là ăn nhiều. Bớt ép bắt em ăn đi chứ em ăn vậy quen rồi. Mà bữa giờ có lên ký nào không? Dạ. Thì đó, đâu có bị gì đâu luôn em, người ta mới mà là bắt ép em ăn. Ủa nhưng mà chờ hai người quen nhau bao lâu thì mình tính tới chuyện đám cưới? Ai đòi đám cưới trước, ai cầu hôn ai trước? Dạ đây. Bao lâu? Qua hình như khoảng được 2 tuần. Không đã quen khoảng được 2 tuần. Lúc đó là quen được 2 tuần là buổi tối ông đã nhắn tin, ông muốn đòi cưới rồi, em không chịu rồi. Tầm khoảng 1 tháng 5 ngày sau, trong một đêm mưa gió tầm tã, hôm đó là em đi chơi với bạn, cái em về tới nhà khoảng 9 giờ 9 rưỡi gì á, tự nhiên nhắn tin em về tới nhà chưa, dạ em tới rồi, bắt đầu quất nguyên một chàng dài luôn. Anh không thể chịu được cái cảm giác ở nhà một mình nữa rồi, em có muốn là nghĩ làm vợ anh không? Em cũng không trả lời, em mới nói anh ơi bình tĩnh, mình mới quen có 1 tháng 5 ngày thôi, cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Trước đó cũng xác định rồi mà, thì cái chuyện đó thế nào cũng xảy ra mà mình mới tính. Nghe hai bạn mặc dù 3 tháng mấy thôi mà nghe nói chuyện với nhau nó rất là tình cảm, vì hai bạn đều có vẻ là ngu ngơ khù khờ trong tình yêu, mà chính những cái điểm đó đó là sau này mình sống với nhau, đó là cái tình, là cái nghĩa, đó là những cái tình mình dành cho nhau, nó rất đặc biệt. Hiếm khi cả hai đều là cái mối tình đầu của nhau mà đi đến được cái hôn nhân. Và hai bạn bây giờ đã xác định được ngày cưới rồi. Và hai bạn còn muốn nói điều gì với nhau nữa không? Thì cũng nhân chương trình này muốn cầu hôn bạn nữ. Muốn cầu hôn bạn nữ. Xuất sắc. Ông này cũng lù khù mà ông làm những cái chuyện động trời rồi, dắt cái lu chạy luôn em. Thì tao không quan nữ. Em mở ra, hợp cho đi. Có thấy gì không? Không. Như là chưa rồi. Trời đất ơi. Anh không phải viết vào tờ giấy em. Cầu hôn thì người ta cần nhẫn đúng không? Em hãy viết nhẫn lên tờ giấy giùm anh. Nhẫn hả? Nhẫn không? Đúng chưa? Rồi, đúng rồi. Rồi, anh sẽ bỏ tờ giấy vào. Giờ em mở một lần nữa đi. Mình hãy cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ. Em hãy làm vợ anh nhé. Thấy sao? Em bất ngờ. Em bất ngờ, dạ. Em thấy vui. Vui. Em hôn anh cái đi hơn một giây nha. Tính đổi luôn. Anh cũng không xuống xíu em được không? Một giây rưỡi à. Thôi người ta còn e thẹn, người ta còn ngại ngùng mà. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ. Yêu là cưới.